Cú xin chào mọi người nha. Thì hôm nay là mình sẽ trở lại với mốc nạp 5 triệu hôm chủ nhật nha. Thì cái video này Cú đã quay hôm chủ nhật rồi, hôm nay thì mình mới up được cho các bạn xem, tại vì khá là lu bu luôn. Và nói chung thì dạo gần đây thì tuy là game đã nhạt nhưng mà kèo cọt thì nó vẫn ổn định. Nói chung thì vẫn có rất là nhiều bạn ủng hộ mình về thẻ nạp hay là mốc nạp cũng như là những con ạc tầm trung nha mọi người. Thì trước khi vào video ấy thì nếu như mà bạn nào cần mua ạc tầm trung, cần nạp mốc như bạn chủ ạc này nè, cũng đang nạp thuê bên Cú và đang out thuê nữa, thì các bạn nào cần thì liên hệ trực tiếp với Cú nha. Thì bây giờ là Cú sẽ nhận quà sơ sơ cho các bạn xem. Thì ở đây là Cú vừa nạp mốc 5 triệu cho bạn ấy hôm chủ nhật. Hôm nay là đã thứ ba rồi thì mình mới lên cái video này cho mọi người xem, tính xóa luôn ấy, nhưng mà cũng khá là uổng, thì thôi quay một khúc cho các bạn xem thôi. Và sau đó thì Cú sẽ thêm một cái video bồi nữa. Thì mốc 5 triệu từng trước thì các bạn sẽ nhận được một đá khảm, một bộ đá khảm 11 nha. Là hình như mỗi loại 2 viên hay sao ấy, nhanh quá mình chưa coi được nữa các bạn. Và hai cái kim cương cộng 3 thì Cú vừa nhận xong, và số xu của chúng ta là 139k. Bây giờ thì Cú sẽ tiến hành lên vài viên khảm nha các bạn. Thì theo dự tính của bạn ấy thì sẽ nạp 7 triệu để lên luôn kim cương 5. Tuy nhiên thì do là kinh tế hạn hẹp thành ra nó bị hụt tiền ấy, thì chỉ nạp trước mốc 5 triệu thôi. Và dự định là tuần này sẽ nạp tiếp một mốc 5 triệu và một mốc 2 triệu nữa để lên max khảm 12 nha các bạn. Và lên cả kim cương cộng 5 luôn. Thì các bạn cùng đón xem video sau. Video này thì Cú sẽ lên một số viên khảm 12 thôi các bạn. Đợi mình một xíu để mình dọn kho cái mọi người. Quá trời rác luôn. Sơ sơ thôi các bạn ơi. Hai cái kim cương không biết ở đâu rồi nữa. Lỡ mà bán nhầm một cái là coi như toang nha các bạn. Đây, hai cái kim cương cộng 3. Túi bị đầy luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ bồi mấy cái Venus này lại với nhau. Cũng sẽ khóa cái lãng mạn nha các bạn. Lãng mạn thì nó sẽ thuộc bên dòng là Venus ấy. Tuy nhiên là các bạn sử dụng lãng mạn thì các bạn vẫn đeo bên cái hạnh phúc được. Ở bên phía bên hạnh phúc thì vẫn đeo được. Tuy nhiên thì chỉ số của lãng mạn nó sẽ ngang với họ, với hạnh phúc thôi. À, ngang với Venus, Cú nhầm nha, xin lỗi các bạn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ lên viên khảm nha. Cú sẽ tháo ra một số viên khảm, đó chính là viên khảm thủ và viên khảm nhanh nhẹn. Ngoài ra thì chúng ta lắp được thêm một viên khảm may mắn cộng 11 nữa. Tại vì hiện tại thì chúng ta vẫn còn một viên may mắn 10. Đây các bạn, thì hôm nay chắc hẳn là chúng ta sẽ tăng được khoảng 3-4k lực chiến nha. Tại vì có một viên nhanh nhẹn thì tăng lực chiến rất là nhiều, và một viên may mắn nữa tăng cũng rất là nhiều. Còn viên đá khảm về thủ hay là tấn công hay là máu thì nói chung nó cũng không tăng được lực chiến bao nhiêu nha mọi người. Thì lực chiến hiện tại chúng ta đã tăng lên được là 173k. Đối với level 30 như thế này là ok rồi. Kim cương thì chúng ta còn thiếu 12 điểm nữa, thì khi nào tích đủ Cú sẽ làm một cái video sau cho các bạn. Thì bây giờ là Cú đã show full cho các bạn xem về mốc 5 triệu ngày chủ nhật rồi. Thì một khúc này hả, bây giờ thì Cú sẽ quay tiếp cái con ạc hiện tại cho các bạn xem nhé. Ráp lại hai phần với nhau cho nó dài dài một tí xíu nha mọi người. Để xem là có mốc nào không. Hôm nay thì mốc 1 triệu là bạn ấy đủ để nạp và đủ để lên kim cương luôn. Tuy nhiên thì bạn ấy không ưng mốc 1 triệu nha mọi người. Thì bây giờ là Cú sẽ kết thúc và sang cái video hiện tại. Bây giờ thì Cú sẽ thêm một khúc tiếp theo nha mọi người. Thì cái phần trước là Cú đã quay hôm chủ nhật, hôm nay thì mình mới ráp với cái phần hiện tại, hôm nay là thứ ba nha, để lên một cái video cho nó dài dài một tí xíu cho mọi người xem. Thì hiện tại lực chiến đã là 174.203 nha mọi người. Sao cái gu thời trang của bạn này có vẻ khá là chán nha. Thì hiện tại ạc này là Cú đang out thuê cũng như là đang nạp thuê nha các bạn. Thì nếu như mà bạn nào cần out thuê hay là nạp thuê hay là thẻ game thì các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với Cú qua số điện thoại hoặc là Zalo giùm mình. Thì nói chung là có nhiều bạn lần đầu đến với mình thì nói chung là mình đâu thể nào bắt buộc các bạn tin tưởng được. Tuy nhiên sau một hồi mình đưa cho các bạn các cách mà để các bạn check uy tín của mình á. Thứ nhất là các bạn có thể hỏi những bạn chơi cùng server. Thứ hai là các bạn có thể hỏi những bạn bè này kia các kiểu của bạn có chơi Gunny Mobi và check uy tín với vai trò là giao dịch viên MRQ hoặc là Khương Phạm. Thường thường thì các bạn sẽ gọi mình là MRQ nhiều hơn là Khương Phạm nha. Thì nói chung là các bạn ghi đầy đủ ra thì chắc hẳn 10 người thì cũng khoảng
6-7 người biết đi. Chứ nếu như nói nhiều quá thì thật sự có nhiều bạn cũng không biết đến mình đâu. Tại vì hiện tại á thì Cú đã làm được gần 2 năm. Tuy nhiên thì không có hoạt động mạnh trong các hội nhóm hay là comment các kiểu nhiều. Chỉ chủ yếu là những bạn khách quen lâu năm hiện tại bây giờ ấy. Thành ra là để mà xác minh thì các bạn có thể là chat với vai trò là giao dịch viên giùm mình. Tại vì kênh YouTube của Cú thì thứ nhất là cái kênh này được các bạn khách đăng ký ủng hộ. Thành ra các bạn cũng thấy là lượt xem và chất lượng video thì nói chung là Cú làm không được hay lắm. Nhưng mà mình vẫn làm để duy trì kênh. Và cái thứ hai là vui là chính. Và vấn đề quan trọng là các bạn đừng chat mình với YouTube. Tại vì hiện tại thì Cú không phải làm YouTube nha. Cú chỉ up video và này kia vui cho mọi người xem thôi. Còn về việc lượt xem có cao hay không, có thu nhập hay không, thì thật sự mà nói ấy, mình cũng không có quan tâm nhiều. Nói không quan tâm thì cũng không đúng, nhưng mà thật sự là mình không quan tâm nhiều. Tại vì lượt xem của mình rất là ít, và video của mình thì không hề có những cái đầu tư hay là mượn ạt của người khác để lên này lên kia, mà chỉ là những con mà Cú hiện đang ao thuê và những bạn bè thân thiết mà cho mình vào ạt để quay thôi. Thành ra là mình chỉ quay đi sảnh này kia các kiểu, danh trại hay là nạp mốc này kia các kiểu cho mọi người xem, hoặc là có thể quay những con ạt mình đang bán lên cũng được nữa. Nói chung thích cái gì là quay cái đó thôi. Thì khi các bạn mà check uy tín thì mong là mọi người hãy check mình với giao dịch viên nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với con ạt này. Hiện tại thì đã level 30 y như cũ thôi. Nói chung thì con đường lên 31 thì nó cũng sắp rồi đấy mọi người. 81%. Tuy là Cú vẫn ao mỗi ngày, nhưng mà khi bạn có VIP ấy thì cái lượng F bình thường, thí dụ như là 10 F thì nó sẽ tăng lên là 20 F. Thành ra là ngày qua ngày thì đối với những level 3X thì nó cũng lên khá là nhanh. Tuy nhiên thì nếu như mà để lên cấp 31 thì chắc cũng phải vài tháng nha mọi người. Thì đây các bạn, con ạt này nói chung là rất là ok rồi. Su thì vẫn còn 132k. Có ná gà này kia các kiểu. Thì con ạt này Cú cũng làm nhiều lắm rồi. Đúng là có duyên đợt. Đây là con ạt của bố nuôi nha. Và sau một thời gian mình rao bán và rải nó khắp nơi, thì cuối cùng nó lại trở về tay của mình nữa. Đấy, thì hiện tại là đang đợi xem thứ tư hoặc là thứ bảy ấy các bạn. Thì có móc 5 triệu hay là móc 2 triệu nào ngon thì chắc chắn là bạn chủ ạt sẽ nạp nha. Ở đây thì chúng ta đã lên được 1014 trên 1024 rồi. Nói chung là mong từng ngày luôn ấy các bạn. Thì không biết là lên được bao nhiêu lượt chiến, thì khi nào lên rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Còn nếu như mà bạn chủ ạt muốn mình lên để làm video thì cũng được. Nói chung Cú rất là dễ, Cú không cần phải lên nhẫn hay là phải lên tăng bét này kia để làm video cho các bạn xem đâu. Nói chung lên sẵn hết, mình vào mình quay cũng được nữa, vui thôi mà các bạn. Đấy, thì hiện tại là 174k và bet thì đã max đột phá. Hiện tại thì nuôi bet rồng level 42 và bet rồng level 42 chưa đủ đồ luôn nha mọi người. Và bet hu là level 43. Nói chung thì đột phá còn rất là nhiều. Tuy nhiên thì không có chơi, là thành ra là chỉ nuôi cho nó biến hình thôi, chứ không có quan trọng việc đột phá. Khi nào mà nó gần max đi, cỡ level 6 mấy ấy, thì bắt đầu chúng ta cho nó lên từ từ. Và lương thực thì chúng ta vẫn còn 8k nha các bạn. Ạc này đá chúc phúc, ạc này chúc phúc thì khá là cao. Vũ khí level 10, nón 9, áo 10 và trợ thủ level 9 luôn. Vật tổ thì hiện tại là 26, 26 và 25. Về phần đá khảm ấy thì theo như bạn chủ ạc nói với Cú á, là bạn ấy sẽ nạp thêm khoảng một móc 5 triệu nữa thôi. Và sau đó là sẽ cày chay và nạp những móc nhỏ nhỏ để lấy khí hồn này kia, vật phẩm, những cái đạo cụ để lên thôi, chứ không nạp móc to nữa. Tại vì khi các bạn full khảm 12 rồi ấy thì bắt đầu là nó ngốn các bạn, nạp 5 mét vào thì cũng không lên được gì đâu. Thành ra là rất là tốn kém. Thì ở đây là một móc nữa là chúng ta sẽ full hết lên cả 12. Và nói chung là xu thì cũng khá là nhiều, thì để cho các bạn đi vật tổ này kia các kiểu. Thì nói chung là bạn ấy tính như vậy cũng rất là hợp lý nha mọi người. Thì bây giờ là biết làm cái gì bây giờ các bạn, để xem là bạn ấy có làm nhiệm vụ sẵn gì chưa. Nếu chưa thì chúng ta có thể vào múa mai đây chưa nha. Thì bây giờ là Cú sẽ vào để đi một ít trận. Thì ở đây là Cú đang auto cho ạt này luôn, và auto khoảng mười mấy ạt lần. Thì nếu như mà bạn nào không có thời gian, không có thời gian để đi để ao trận, thì các bạn liên hệ trực tiếp với Cú. Cú nhận ao thuê 200k trên một ạt. Còn nếu như mà có chỗ nào rẻ hơn và chất lượng hơn thì các bạn có thể thuê bên ấy. Nói chung Cú rất là dễ. Nếu như mà bạn nào biết đến mình, tin tưởng mình thì ủng hộ. Còn nếu như các bạn chưa biết đến mình và hay là mình chưa đủ độ uy tín thì các bạn có thể là không ủng hộ mình và mua bán này kia các kiểu. Các bạn xem video ủng hộ cũng được, sao cũng được hết nha. Chúng ta gặp một bạn nữ level 27. Bây giờ là 9:40 rồi. Giờ này các bạn ấy ao thuê khá là nhiều nha. Ủa nhầm, các bạn ấy ao trận khá là nhiều nha.
đi hai ván thì đều bị out hết. Biết thế hồi nãy cứ đợi đến khoảng trưa chúng ta đi giải siêu cấp cho nó vui ha mọi người. Thôi lỡ rồi thì làm luôn nốt đi ít ván đi. Có người rồi đây, gặp một bạn 36 sử dụng bếp Phượng Hoàng nha. Thì cú sẽ sử dụng một combo đam hạt nhân luôn. Chỉ một cái đầu tiên thôi là 37k máu. Thì nói chung là con hạt 30 này lực chiến 174k thì nó khá là mạnh. Các bạn có thể cân được 4x, thậm chí là những bạn 5x khoảng 150k thôi. Tại vì nếu như mà 5x mà ngang tầm lực chiến với chúng ta ấy thì chúng ta lỗ rất là nhiều các bạn, lỗ về điểm nhanh nhẹn, điểm hộ giáp và nói chung là rất là nhiều. Và cái quan trọng nhất là hồi phục của chúng ta cũng lỗ luôn. Nhưng mà rất là may mắn khi mà con hạt level 30 này ấy, nó đã max đột phá rất là lâu. Khi mà lúc bố nuôi còn chơi là nó đã max đột phá rồi các bạn. Thì chúng ta cộng được thêm 21.000 máu của con bé nữa thì rất là nhiều nha. Bây giờ thì cú có kèo giao dịch trung gian rồi các bạn. Thì chắc là cú sẽ kết thúc video tại đây luôn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và mọi người nếu cần tìm mạt tầm trung thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với cú nha. Hiện tại thì cú vẫn còn vài con có giá độ khoảng từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi cũng khá là ổn nha. Thì xin chào các bạn và hẹn mọi người ở video sau.